ta hôm nay sẽ kiểu như là đổi gió bằng một bộ phim Hàn Quốc nha các bạn. Mình cũng không biết nhiều về, mình không xem BL Hàn lắm ấy, không, không biết. Có biết vài bộ và mình chọn thì bộ này To My Star. Ok, mình chưa có cái ý tưởng gì về, chưa hiểu là cái phim này về cái gì luôn, nhưng mà mình mặc định là gần như là phim Hàn Quốc thì gần như là sẽ hay ấy. Yeah, let's go. À đây có miêu tả đây. Bộ phim là câu chuyện tình yêu ngọt ngào của anh chàng diễn viên Kang Seo-yoon, luôn tìm cách thoát khỏi quy luật cuộc sống, và đầu bếp Han Ji-woo chỉ muốn có cuộc sống an ổn bình thường. Ừ, mối tình giữa diễn viên và đầu bếp hả? Yeah, amazing. 지금 근처에 화장실 갈 만한 데가 없는 것 지하철도 좀 그렇고. 제가 좀 급해서 그런데, 여기서 제일 빨리 되고 맛있는 거라고 부탁드려도 될까요? Chính là tôi đây. Style của bé này có vẻ kiểu bất cần nha. Bé này sống ở trong hang hay sao vậy? Không biết gì về showbiz luôn à? Hóa okay. Kệ. Xem một đứa con trai khác tắm, mình cũng khá thích xem cảnh này nha. Ok, mình không hiểu tại sao mình thích xem những cảnh như vậy nữa, mình quá tầm thường ý. Anh em mình vẫn thích xem những cái cảnh nhiều cả gia đình ngồi ăn cơm, có bà nội, có bố mẹ, con cái vui vẻ với nhau. Mình quá thất vọng về bản thân. What the fuck? Chờ kìa, cái bé Sơ Jun kia ở đây. What the f 어쨌든 구면이라도 반갑네요. 원래서 주문 드린 게 없는데요. 하루에 두 번씩이나 이렇게 만나면 보면 우리 인연인가 본데. chúng ta còn yêu nhau nữa cơ. 아니, 역시나 오늘은 운수가 좋지 않은 날이다. Nice. Ấn tượng ban đầu. Amazing nhá. Anh chị sống chung này rất nhiều chuyện hay ho nha.
같았어요. 어제 맥주 네 캔 다 드셨던데요. 맥주가 술인가요? 당하셔서 화난 거구나. 필요해? 사과가 먼저인 것 같은데. 맥주 네 캔에 만 원 주면 사과도 해야겠지만. Oh my god. 난 보통 몇 배씩 줘. 어릴 때부터 개같이 일해서 많이 버는 거. 네네. Có vẻ tự tin nhờ, giải quyết bất cứ một chuyện bằng tiền. Ghê đấy. Mình cảm thấy nó là một cái việc đấy, nó là một việc làm nó thực sự là no. Nó thực sự là đúng đắn ấy. Mẹ lên tiếp tục nha, dây. Kiểu vứt một cặp tiền cho bé đầu bếp. Cậu sẽ là đầu bếp riêng của tôi. Cậu bị điên này, cậu nghĩ là đây một bịch tiền nữa. À, thì mình chúng ta bắt đầu làm. Cái nét của cưng ấy phải được bé này dạy dỗ ở chưa? Anh ấy đẹp đến mức cậu không tin nổi hả hay gì? Rồi cậu sẽ muốn hôn lên cái khuôn mặt đấy đấy. Cứ nhớ lời tôi nói đấy. Cậu đợi hay gì? Bắt đầu hiểu nhau nha. Uầy, ngon thế. Trông bé Seju này cũng nhí nhảnh phết. Nhìn nhìn nhé. Chắc cậu thấy thì món này ngon hay là tôi ngon? Yeah.
취하기 싫으면 좋지. 내가 나쁜 놈일까 봐 피하는 거야? 안 친해야 더 예의 차려서 피해주는 짓 안 하고. 그 댄스. 이야. Gì vậy? Được rồi, bị ngộ độc sò nha. Cậu Hoan được sò sao? Vậy cậu biết đây là đúng rồi. Tôi về đơn giản rồi. Kang Sujun chị ở đây không? Không. Đây cảnh sát số 2. Ở đây người ta chỉ để tôi đưa đồ vào. Nhưng mà bé đó, bé làm gì mà phải sợ hãi vậy? 집에 누구 있어? 무슨 소리야? 없어, 아무도. 엄청 피곤한 거 보네? What the fuck? 좀 mặt bé. Lúc nào cũng thế mà cậu. 근데 팔아넘기는 건 지금 무슨 소리 하시는 거예요? 미안해. 좀 놀래서 그랬어. 우와. 사실 나 엄마의 버튼 멍멍이 그냥 빙 들고 나랑 뭐 해볼래? 나 이런 날에 바로 자면 꿈속에서 밤새 돌맞거든. 엄청 아파해 내가. 그래서 일어나도 진짜 아파. 영화 아직 안 끝났잖아. 등디 마. Ngày mai cũng đừng đi làm mà. Ở lại chơi với mình đi. 아까 그거 있잖아. 지금 자자. 무슨 말 같지도 않은 소리. 정리한테 눈썹이랑 뾰루지 이 세 가지를 절대 못 참아. 내가 알아서 할게. 아니 뭘 알아서 해. 이리 와봐. 여기는 혼자 하기 쉽지 않아. 아 왜 이래 괜찮다니까. 나 됐어. 봐봐. 나 못 다시 빨리. 다시는 이런 이상한 짓 하지 마세요. 알았어. 영화 안 끝났다니까. 끈 거야. 안녕하세요. 안녕하세요. 진지하게 궁금해서 묻는 건데 얘가 얘기를 하나도 안 해서 몰랐네요. dấu diếm nha. Anh chị làm gì trong đấy? Anh chị làm gì? Em đi chơi xem. Sơn mà kia chơi à? Không mà. Cùng cả chị xem. Chứ còn gì? À, phong thủ hoạt động mà. Ở đây thật sự mềm không vậy? À, trở vào. Em có mơ sao? Đồ ăn là content để làm được rồi nhưng mà fan đều rất thích. Số lượng truy cập kinh khủng. Vì vậy, thật sự muốn làm. Anh thế. Còn anh thì nói với em. Dạy nhau nấu ăn nào. Cùng chơi chơi. 여기 알바 구한다면 여기 취직할게. 돈은 안 줘도 돼. 죄송한데 여기 제 가게 아니고. Oh my god. 영어 이제 그 갱치. 나 이거 말하려고 여기까지 왔는데 제 알바 아닌데요. 드스 그거. 나 맨날 혼자 심심하단 말이야. 아 그리고 나도 뭐 하나 다른 기술이 있어야지. 요새 좋은 게 아. 뭐 해도 미는 맛.
Cậu ấy tôi bất cần quá. Cậu ấy thì giúp tôi lắm. Nói chung là amazing cái bé gì Seo-yu này có tính cách rất là kiểu hài hòa, ok kiểu bị trẻ con ấy, kiểu cưng ấy, kiểu và kiểu gì chắc cũng bé cũng sẽ đến đây làm việc ha, nhưng mà kiểu gì cưng định che mặt kiểu gì vậy, kiểu có người đến xong định trốn sau cánh cửa tủ lạnh hay gì chưa hiểu lắm. Ok trước mắt là như thế đã. Yeah, nói chung là hay, thích nha.